Hành trình đến Ấn Độ của Vasco da Gama. Vasco da Gama là một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, một trong những nhà hàng hải châu Âu thành công nhất và là thuyền trưởng hạm đội đầu tiên đi thẳng từ châu Âu đến Ấn Độ. Vào tháng 7 năm 1497, Vasco da Gama khởi hành từ Lisbon, Bồ Đào Nha, rồi đi quanh mũi Hảo Vọng và đậu tại Malindi trên bờ biển phía đông của châu Phi. Với sự giúp đỡ của một thương gia người Ấn Độ mà ông đã gặp ở đó, da Gama đã vượt qua Ấn Độ Dương vào ngày 20 tháng 5 năm 1498. Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã trở thành người châu Âu đầu tiên đến Ấn Độ qua đường Đại Tây Dương khi ông đến Calicut trên bờ biển Malabar. Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã không được chào đón nồng nhiệt bởi các thương gia người Hồi giáo ở thành Calicut. Vào năm 1499, ông đã phải chiến đấu, tìm đường ra khỏi cảng để trở về nhà. Năm 1502, ông chỉ huy một hạm đội tàu đến Calicut để trả thù cho cuộc tàn sát của các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha và đã chiến thắng cư dân bản địa. Năm 1524, ông đã chuyển đến làm tổng trấn ở Ấn Độ, nhưng ông đã bị ốm và qua đời ở Cochin.